ở đây như là dịch vụ vận chuyển hàng hóa, rồi dịch vụ book tour du lịch, rồi hoặc là dịch vụ như đây dịch vụ massage, spa, rồi dịch vụ khách sạn. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang đứng đây là đường Phạm Ngũ Lão, và bên kia đối diện chúng ta đó là cái công viên 23 tháng 9 khu vực B, và nơi đó có cái bến xe buýt, nơi tập trung của các tuyến xe đi về các quận huyện. Và hôm nay tối nay để tiếp nối hành trình Sài Gòn về đêm, em gửi đến các anh chị và các bạn những hình ảnh cũng như cuộc sống của bà con về đêm khi ở cái khu vực Phạm Ngũ Lão này, cũng như khu vực quận nhất này. Đó, và đây tập trung ca hát sau một ngày lao động thì họ tập trung lại rồi uống cà phê rồi hát hò. Trong khi đó thì có một số anh chị khác thì cũng buôn bán, như đây bán là các món nướng chiên, như là cá viên chiên, rồi mực nướng, bò lá lốt. Đối với những hàng quán ăn vặt này hình như em hơi kén chọn, nên thành ra em ít ăn vặt. Và bên kia có cái quán phở Quỳnh thấy rất là đông, đa phần là các người nước ngoài ngồi ăn thôi. Và bên đây là cái con đường Đỗ Quang Đẩu. Con đường này chúng ta đi thẳng đường này là mình sẽ đi về cái phố Tây Bùi Viện, nơi tập trung của rất là nhiều quán bar, rồi vũ trường, quán nhậu, quán ăn về đêm. Và ngày xưa không có cái đoạn mở rộng này để đi đến đường Bùi Chu, thì ngày nay có cái đoạn xuyên qua công viên để đi đến đường Bùi Chu cũng như Tôn Thất Tùng. Tôn Thất Tùng ngày nay đó, lấy xe màu cam là xe của Phương Trang, xe chở hàng quá nè. Chúng ta đợi bán xe mình qua đường nha. Đối với cái video này, cho em chia sẻ với anh chị các bạn những cái thông tin về nhà xe, trần xe đi về các tỉnh Nha Trang, tỉnh miền Đông ha. Cô bán trái cây, ở đây có măng cục, rồi sầu riêng, rồi ổi. Và đây là xe bán bánh mì thịt nướng. Đó, những cái nhà xe, chành xe để đi về các cái tỉnh miền Đông. Như đây có xe Phương Trang, rồi xe Việt Nhật, xe Trịnh Gia, rất là nhiều xe ở đây. Nếu các anh chị, các bạn đi về Sài Gòn và muốn đi Nha Trang được hay là gì đó thì mình ra ở đây bến xe đây ha, mình book vé để đi, rất là thuận tiện, không cần đi ra bến xe miền Đông.
đây cũng có những cái công ty book tour du lịch để mình đi các khu du lịch trong Sài Gòn cũng như ngoài Sài Gòn ha. Đối với cái con đường, cái đoạn đường này hầu như là con đường này luôn, họ chủ yếu kinh doanh về dịch vụ, dịch vụ ở đây như là dịch vụ vận chuyển hàng hóa, rồi dịch vụ book tour du lịch, rồi hoặc là dịch vụ như đây dịch vụ massage, spa, rồi dịch vụ khách sạn. Đây là những cái quán nhậu hoặc là những dịch vụ cho thuê xe máy, như là ở đây cho thuê xe máy nè. Ở đây xe lên xuống, người lên xuống rất là tấp nập, nên thành ra các anh chị các bạn nếu mà đi đến khu vực này chúng ta cũng nên cẩn thận về hành lý cũng như về tư trang. Những người này là họ đi tour về nè, và những anh này đang đóng hàng để đi đi gym. Cấm cùng vô được không? Ở đây giống như là một cái bến xe vậy đó. Ngày xưa thì nó còn tấp nập hơn bây giờ nữa. Bây giờ thì bớt rồi đó. Phải nói con đường này là con đường rất là nhiều nhà xe. Bên kia chúng ta thấy đó là công viên 23 tháng 9 và bây giờ cũng còn người tập thể dục và đi dạo. Ngày xưa thì buổi tối các cặp tình nhân hay ngồi ngoài công viên để tìm hiểu nhau, nhưng bây giờ thì ít nè. Hồi xưa thì họ hay ngồi đó tâm sự, tìm hiểu nhau và trao cho nhau những cái hôn nồng ấm. Nhưng bây giờ thì sáng sủa rồi, nên những cái cảnh đó không còn nữa. Nhưng mà dù sao thì buổi tối chúng ta đi những cái điểm đó thì cũng nên cẩn thận ha. Khu vực chỗ đó là cái hẻm massage, cái hẻm để giảm sự mệt mỏi. Nếu các anh chị mà đi bộ lang thang uống cà phê xong đi tẻn tẻn hay đi nhậu tẻn tẻn đi ngang đây thì mình tấp vô để các em phục vụ ha. Đây các em thiệt là tươi trẻ. Và bên kia công viên 23 tháng 9 bây giờ những cái quán bar, những cái quán cà phê ở trên mặt đất đã giải tỏa không còn nữa ha. Chỉ còn là cái chợ
cái chợ dưới lòng đất thôi. Một số thông tin chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn luôn. Mình đi cái đoạn này giống như là khi mà đi ngang những cái massage đó. Thì giống như là những cái đoạn quảng cáo, khi mà mình đang xem cái đoạn phim nào đó vậy đó. Rất là nhiều sự lời chào mời, lôi kéo, quyến rũ. Đi ngang đây mình phải cứng lòng mới được, cái hồi là đi vô luôn. Tối về là đi ra đường quay video hoài luôn á. Chúng ta thấy đây là có cái xe bán bánh mì, thịt nướng. Với cái hình ảnh công viên ngày nay thì chúng ta thấy khác với ngày xưa ha, có phần nào sáng sủa hơn. Rồi, chúng ta đi đến đây là giao lộ của đường Phạm Ngũ Lão và Đề Thám rồi nè. Mình đi một đoạn nữa rồi mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở cái đường Trần Đạo. Ngày đây thì có quán cà phê, cà phê Du Dương. Đi đoạn này thì em lại nhớ đến một cái anh chị hay comment nói em đi vô cái hẻm 145 ăn phá lấu, đi vô hẻm 145 ăn phá lấu, đi vô hẻm 145 ăn phá lấu. Cái video nào thấy anh chị cũng comment ha. Em không hiểu anh chị gấp hay sao, tự vì ăn uống á là cô đó bán thì có giờ, mà là cái giờ đó là cái giờ mà trái ngược với em, thành ra em không có đi được. Nên cô chú anh chị thông cảm nha, để em nào có dịp em mới đến đó được. Mặc dù cái hẻm nó gần nhà luôn đó, nhưng mà không có dịp vô ăn thì biết làm sao. Nên bà con thông cảm. Có những cái comment cũng rất là lâu rồi nhưng mà em chưa có thực hiện, mong cô chú anh chị các bạn thông cảm. Tại vì ngoài thời gian thông thả thế này thì em cũng còn có một cái công việc khác, đó là cái ngành vi tính IT, nên thành ra cô chú anh chị thông cảm. Nhưng mà em vẫn nốt lại và không thể nào quên được ha. Lần lượt em sẽ đi hết những cái comment của cô chú anh chị. Và đây chúng ta thấy có cái quán bar rất là lớn. Cái đoạn này là cái đoạn rất là ồn ào rồi nè.
sau chúng ta vừa thấy đó, nhà khách sạn ngày xưa kêu bán 8 tỷ thôi, nhưng mà sau 2 năm họ nhìn lại cái nhà của mình thì bây giờ đã lên tới giá gần 50 tỷ, trên là rất là lớn luôn. Nên cho thấy cái khu này bây giờ rất là có giá nha. Thì em nghe nói là cái khu này cũng sắp giải tỏa rồi, nên cái mũi tàu này ngày sau này sẽ không biết có còn hay không nữa. Cái rạp Nguyễn Văn Hảo này đó, cái khu mũi tàu này nè, tới Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học nè, Bùi Viện nè. Rồi số hình ảnh ở trục đường Phạm Ngũ Lão đi đến đề thám gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta có dịp nhìn lại vào một số thông tin về nhà xe, rồi cũng như một số hình ảnh vui nhộn về những cái quán bar, những cái dịch vụ ở cái con đường Phạm Ngũ Lão gửi các anh chị và các bạn. Rồi video cũng đã dài rồi, em xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Kết thúc video nào cũng có cái xe rác, ngại quá.